thưởng danh giá nhất ngày hôm nay trong ngành quản trị nhân sự, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ lên vị trí danh dự để công bố và trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam HR Award 2014. Xin được mời đại diện ban tổ chức lên trao kết quả. Giải thưởng dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc nhất. Và năm 2014, thỏa mãn hai điều kiện, doanh nghiệp đạt nhiều giải hạng mục nhất và có số điểm cao nhất. Hội đồng thẩm định đã tiến hành tham quan doanh nghiệp xuất sắc nhất, trò chuyện với ban lãnh đạo doanh nghiệp về sự đầu tư của tổng giám đốc, ban lãnh đạo với công tác quản trị nhân sự, giao lưu với phòng nhân sự, tìm hiểu không khí môi trường làm việc của doanh nghiệp, phỏng vấn nhân viên để có góc nhìn và sự thẩm định chính xác nhất. Và đây tôi xin công bố doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc nhất năm 2014. Xin cùng chào đón Intel Việt Nam. Và chúng tôi xin phép được mời
đốc cũng như giám đốc nhân sự của Liên Hoan Product Việt Nam trên nắm lại sân khấu. Xin được cảm ơn quý trưởng. Tôi xin được mời tổng giám đốc và giám đốc nhân sự của công ty sẽ ở sân khấu ạ.